sự thật vàng nút vặn không chất lượng. Nhiều người cứ đánh giá là chai vàng nút vặn là thường là sẽ là rẻ tiền hơn, thường là những chai vàng không chất lượng, không hẳn là như vậy. Hiện nay thì cái xu hướng mà nút vặn đang là xu hướng mà khá các nước đang áp dụng, đặc biệt là Úc, vì những cái đặc tính dễ bảo quản, dễ sử dụng, nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng vàng ở bên trong. Về cơ bản nút cũng chỉ là dùng để bảo quản rượu tốt hơn thôi. Chai vàng nút vặn thì chúng ta sẽ phải bảo quản bằng cách để nghiêng cho rượu đụng vô cái nút vặn nó không bị quá khô, đảm bảo được là không cho oxy vào. Việc mà sử dụng cái nút vặn nó sẽ giúp cho chúng ta bảo quản được cái chai vàng lâu hơn và dễ dàng hơn. Đây là một cái chai vàng nút vặn của Úc, một chai Cabernet Sauvignon. Mình khui ra thấy rất là dễ dàng, mùi vị nó không có cái thay đổi gì so với một chai vang nút bằng. Hương vị của nó, cái mùi khoáng và mùi gỗ vẫn rất là rõ. Cái quan niệm rằng chai vang nút bằng sẽ rẻ tiền hơn so với chai vang nút bằng là hoàn toàn không chính xác. Khi mà xuất khẩu từ những nước sản xuất, việc mà để chai vang lên ở trên biển trong container không thể nào mà để nằm được, nó bắt buộc để đứng. Nút bằng hoàn toàn có thể bị khô vì ảnh hưởng đến chất lượng rượu, nên người ta mới làm ra một cái xu hướng mới, đó là nút bằng vừa dễ dàng sử dụng và dễ dàng bảo quản. Bạn có thể thử chai vang nút bằng xem chất lượng của nó như thế nào.